Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, Quyển 53, Phẩm Lìa Thế Gian thứ 38 Bấy giờ, Đức Thế Tôn ở tại nước Ma Kiệt Đề, trong A Lan Nhã Pháp Bồ Đề Tràng, Điện Phổ Quang Minh, ngồi trên Tòa Sư Tử Liên Hoa tạm Diệu ngộ đều tròn đầy hai hạnh dứt hẳn, đạt được Pháp vô tướng, trụ chỗ trụ của Phật, đắc được bình đẳng của Phật, đến được nơi vô ngại pháp không thể truyền sở hành vô ngại lập không nghĩ bàn thấy khắp ba đời thân luôn đầy khắp tất cả cõi nước trí luôn sáng suốt thông đạt tất cả các pháp thấu rõ tất cả hạnh hết tất cả nghi hoặc thân không thể dò được, trí đồng với chỗ cầu của tất cả Bồ Tát, đến được bờ bên kia rốt giáo không hai của Phật, đầy đủ giải thoát bình đẳng của Như Lai, chứng được bậc bình đẳng của Phật, không hai bên tận pháp giới đồng cõi hư không cùng với các đại bồ tát nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha cõi phật tụ lại đều còn một đời nữa sẽ chứng được a nậu đa la tam miệu tam bồ đề các vị bồ tát đó đều từ đủ thứ cõi nước phương khác cùng đến tụ tập đều đầy đủ trí huệ phương tiện của bồ tát đó là khéo hay quán sát tất cả chúng sinh dùng sức phương tiện khiến cho họ điều phục trụ pháp Bồ Tát, khéo hay quán sát tất cả thế giới dùng sức phương tiện đều đi đến khắp, khéo hay quán sát cảnh giới niết bàn tư duy suy lường, lìa hẳn tất cả hí luận phân biệt mà tu diệu hạnh không có gián đoạn, khéo hay nhiếp thọ tất cả chúng sinh khéo vào vô lượng các pháp phương tiện, biết các chúng sinh không chẳng chỗ có mà chẳng hoại nghiệp quả, khéo biết tâm sự thiện căn, cảnh giới phương tiện, đủ thứ khác biệt của chúng sinh, đều thọ trì được Phật Pháp ba đời, tự được giải thoát lại vì người khác nói, nơi thế gian xuất thế gian vô lượng các Pháp, đều khéo an trụ, biết rõ chân thật. Nơi tất cả các pháp hữu vi vô vi đều khéo quán sát biết chẳng có hai ở trong một niệm đều đắc được hết thảy trí huệ của chư Phật ba đời, ở trong niệm niệm đều thị hiện thành đẳng chánh giác, khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm thành đạo. Chỗ tâm phan duyên của tất cả chúng sinh, đều biết cảnh giới của tất cả chúng sinh, tuy vào bậc nhất thiết trí của Như Lai mà chẳng xả bỏ hạnh Bồ Tát các chỗ tạo nghiệp trí huệ phương tiện mà không chỗ làm vì mỗi mỗi chúng sinh trụ vô lượng kiếp mà ở trong a tăng kỳ kiếp khó gặp được chuyển bánh xe pháp điều phục chúng sinh đều không luống qua hạnh nguyện thanh tịnh của chư phật ba đời đều đã đầy đủ thành tựu vô lượng công đức như vậy dù tất cả như lai ở trong vô biên kiếp cũng không thể nói hết được